Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình sẽ cập nhật cho bạn về dự án mình đào đồng hot ở trên cái ứng dụng Telegram thuộc hệ sinh thái của là near Protocol, và mình đào ở trên ví near Wallet khi mình tạo ở trên Telegram. Thì trong nội dung này chủ yếu mình cập nhật cho bạn về cái sự kiện mà trước đây mình dùng cái đồng hot để mà tham gia ở cái mục là hotpad, mà mình dùng cái đồng hot để mà mua flash sale cái đồng USMeme coin. Thì hiện nay dự án đã cho mình cờ nem nhé. Nếu như trước đây bạn nào đăng ký quyền mua thì các bạn quay lại cái mục là hotpad và bấm vào chỗ cái mục là USMeme coin này. Tiếp theo nữa các bạn bấm vào chỗ là Explorer này, sẽ hiện một cái mục cho mình nhìn cái phần mình sẽ là cờ nem cái đồng coin mà các bạn được nhận ở đây là cái đồng USMeme, là đồng meme coin. Và như vậy thì hôm trước mình cược vào là 500 đồng hot thì mình thực nhận là 934,13 cái đồng USMeme coin nhé. Thì các bạn nhìn thấy bên dưới sẽ có chữ màu đen đen, có chữ trắng ấy, có chữ là cờ nem, thì các bạn bấm đây để mình sẽ cờ nem cái đồng này về ví. Và hiện nay thì họ đã cho mình swap cái đồng là USMeme sang cái đồng là near, là đồng quay chính của dự án. Và trên cái trang Twitter chính của dự án là Here Wallet này thì họ có một cái bài tweet giới thiệu về cái sự kiện của là Black Dragon nhé. Nếu như mà mình trong cái sự kiện này đấy, thì nếu như mà mình swap cái đồng near sang đồng USMeme hoặc là ngược lại thì có thể nhận được cái phần thưởng token đấy. Có thể nhận được cái phần thưởng token ngẫu nhiên của là Black Dragon nhé. Vì trong cái sự kiện này là họ khuyến khích cho cộng đồng là giao dịch trên cái cặp là near trên USMeme. Đây là cái bài viết chính của là cái nền tảng ví Here Wallet mà mình đang đào cái đồng là hot đấy. Ở trước đây thì nó cũng có mấy cái bài viết nữa về cái ví là cái ví hâu ấy, nhưng mà mình cũng bận, mình không ra video cho bạn được, và mình check thì nó cũng không hẳn là ngon lắm nên là mình cũng không ra video nhé. Còn trong sự kiện này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách mình bán cái đồng USMeme coin. Nếu như bạn nào trước đây mình dùng cái đồng hot để mà mình đặt cược vào cái mục là cam kết mua flash sale mà dự án bán, thì sau khi mình cờ nem về ví đấy, các bạn quay lại cái mục mà mình đang đào cái đồng hot ở đây, thì các bạn sẽ trở lại cái giao diện chính nhé. Các bạn kéo lên, các bạn nhìn thấy bên dưới sẽ có cái ví là USMeme coin, là cái ví mà mình mới cờ nem về. Thì ở đây mình thấy nó báo giá, mình biết là tương đương với 425 đô. Như vậy mình bán 500 đồng hot để mà cam kết mua được là 952.572 đồng USMeme coin. Thì như vậy 500 đồng hot với giá hiện tại thì mình tương đương với khoảng là 425 đô nhé. Trên cái ví ngoài thì mình cũng chưa xem là nó đã cho mình swap ở cái ví Here Wallet là ví chính chưa, để mình kiểm tra xem là có trong này không nhé. Như vậy trong cái này là nó chưa thêm mấy mã thông báo của là USMeme vào cái ví là Here Wallet đâu. Ở cái mục trao đổi này thì các bạn có thể ghi chữ tìm kiếm là USMeme coin. Nếu mà nó cho ở trong cái ví ngoài thì nó sẽ hiện, còn nếu mà không cho lại thì khi mình ghi tìm kiếm ấy, nó sẽ không hiện. Thì mình nghĩ là cũng có thể là trong vài ngày tới trên cái ví chính là ví Here này thì dự án sẽ bổ sung mã thông báo là USMeme coin vào đây. Còn trong lúc này thì mình chỉ có swap, mình trao đổi ở trong cái nền tảng mà mình đang đào cái đồng hot ở đây. Và bây giờ quay lại cái mục mà mình đang đào đồng hot thì mình thử swap xem là mình đã swap cái đồng USMeme chưa nhé. Thì để mà bán được nó đấy, các bạn bấm vào cái đồng USMeme. Ở đây sẽ có chỗ là swap này, xin là mình gửi nhé. Thì mình sẽ bấm vào mục là swap ở đây. Hình như là bán lãi giá nó cao hơn, bây giờ giá hơi giảm xuống. Như vậy thì ở đây mình sẽ bấm max này. Bấm max thì xin lỗi các bạn một chút là mình chưa chọn đồng USMeme. Mình sẽ bấm đây, mình chọn cái đồng là USMeme. Mình sẽ bấm max ở đây. Mình bấm max ở đây thì nó thông báo cho mình biết là chỉ cho swap USMeme trên cái cặp là near. Thì mình đang để là USDT. Như vậy mình sẽ click vào đây, mình chọn cái đồng near nhé. Đây các bạn nhìn thấy đồng near, cái đồng near ở đây nhé. Thì mình sẽ bấm vào đồng near này. Ở đây mình ghi lại là max Và nó báo cho mình biết là mình sẽ nhận được khoảng độ là 54 đồng nia nhé. 54 đồng nia, mình check thử trên sàn OKX xem cái đồng nia này giá của nó đang là 7 nhé, 7.2, sắp xỉ là 7.3. Như vậy giá này cũng khá ok, thì mình sẽ quyết định mình bán hết nhé. Ở đây thì nếu như bạn nào mình không muốn bán hết thì bạn nhập số lượng, còn ở đây thì mình bán hết. Có thể là cái đồng Zebmi này nó sẽ biến động, có thể sẽ tăng giống như là cái đồng Z1 trước đây, nhưng mà cũng chưa biết nào được, nên là ở đây mình sẽ bán hết và chờ nếu nó giảm xuống thì mình sẽ mua lại. Là để bán được thì các bạn bấm vào chọn số lượng đây và mình bấm vào chỗ là review đây. Ở đây là nó báo mình biết mình nhận là 54 đồng nia nhé. Là phí gas của nó là 0.035 satoshi của đồng nia. Mình sẽ bấm một nút là swap ở đây. Các bạn chờ một chút nhé. Khi nào mà nó hiện lên 100% ấy, thì lúc đấy mình mới là swap được. Như vậy thì nó báo mình đã swap thành công. Nó báo là đôn là mình nhận là 53 đồng nia nhé. Bây giờ quay lại cái chỗ nào mình xem nhé. Thì nó cộng cho mình là 50. Để mình xem cái đồng nia ở đây đã. Rồi, như vậy thì nó cộng cho mình là 54 đồng nia là trong ví lúc trước mình có 1 đồng đấy. Thì để mà rút cái đồng nia về trên sàn mình bán ấy, các bạn đăng nhập vào nền tảng OKX nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn là nạp này. Nạp, chọn nạp tiền mã hóa nhé. Ghi chữ là nia vào đây. Chọn này. Nếu như mà các bạn sợ mình nạp mà nó vấn đề nó không lên ấy, thì các bạn có thể test trước. Ở đây mình cũng test luôn cho bạn xem nhé. Mình sẽ về cái ví Here Wallet, là cái ví mà ví chính đấy. Trên ví này mình vào chỗ nạp rút này, bấm một chỗ là gửi nhé, gửi đến ví này. Thì ở đây mình sẽ nhập cái ví vừa copy ở trên nền tảng là OKX. Mình bấm vào là chọn ví ở đây. Ở đây thì mình sẽ ghi là 1 nhé, 1 đồng nia này. Bấm vào tiếp theo này. Mình kiểm tra lại mã ví 3DC2B125, 4 số đầu 4 số cuối nhé. 3DC2B125. Đó, cái này các bạn gửi hết được, nhưng ở đây mình gửi 2 lần cho bạn xem này. Quên mất cái chỗ bên dưới mình không ghi cái nội dung. Như vậy nó báo mình đã gửi 1 đồng nia lên trên ví hoàn tất nhé. Rồi mình bấm chỗ là hoàn tất này. Mình chờ một chút để cho nó về đây. Các bạn nhìn thấy mình gửi buông tay cái thì ngay lập tức trên OKX này đã báo là mình đã nạp 1 đồng nia nhé. Thì như vậy thì các bạn đã biết cách mình gửi đấy. Bây giờ mình lại gửi tiếp cho bạn xem này. Lại chọn là đồng nia đây. Copy mã ví này. Quay lại cái ví này. Mình lại bấm vào thêm này. Gửi đến này. Dán mã ví vào đây. Chọn ví này. Mình sẽ gửi lên khoảng độ là 45 đi. Rồi, như vậy mình gửi 45 đồng lên nhé. Còn cái chỗ còn lại mình đợi cái đồng USMeme nó giảm xuống thì mình lại vào mình mua lại để mà chờ chênh lệch giá mình bán. Ở đây thì các bạn kiểm tra lại mã ví lần nữa chắc 3DC2B125 B125 như vậy chính xác. Mình bấm vào gửi đây. Như vậy khi mình gửi buông tay cái thì bên phía OKX này nó báo là mình đã nạp thành công 45 đồng nia nhé. Bây giờ bấm hoàn tất ở đây. Rồi, như vậy thì các bạn đã biết cái cách mà mình claim cái đồng Zebmi coin ở trên cái nền tảng mình đang đào đồng hot đây, và cái cách mình swap mình bán và rút về trên nền tảng OKX thì mình bán. Khi mà các bạn nhận được cái đồng nia về trên OKX này thì các bạn có thể là bán được nó nhé. Đây là 2 cái lệnh nạp của mình như này. Thì đang thực hiện này. Thì để bán nó các bạn vào mục giao dịch này và chọn nia trên USDT và kích cỡ bán đây. Và các bạn có thể để giá thị trường bán nhanh và kéo lên max này có bao nhiêu. thì mình bán bấy nhiêu nhá. Trong này giá nia cũng khá là ok đấy, thì cũng thể là nó sẽ có nhịp điều chỉnh xuống nữa, nên bạn nào mà bán lúc này thì cũng là cái giá khá ok. Lúc nào mà các bạn muốn mua lại thì các bạn có thể mua lại. Hình như là mình nhận được một cái đồng nia này và còn lại là 45 đồng, thì tí nữa mình sẽ nhận tiếp khi mà dự án. Rồi, như vậy mình đã nhận đủ cái đồng nia làm đây, giá này cũng khá ok, thì mình sẽ bán. Cũng thể nó sẽ lên nữa đấy, nhưng mình bán đi, có thể sẽ lên khoảng độ một chút nữa, nhưng mà mình cứ bán. Nếu mà nó xuống thì cũng là bán cái giá cũng khá là ok nhé. Mình chọn cái giá thị trường mình bán cho nhanh này, bấm vào đây, bấm vào bán này. Đó, như vậy mình đã bán cái đồng nia sang USDT. Và như vậy trong nội dung này thì mình đã cập nhật các bạn về cái dự án mình đào đồng hot đây, và cái cách mình cờ nem đồng USMeme coin. Nếu như bạn nào trước đây mình mua ở cái mục là NanPad, cái mục bán flash sale này, và cái cách mình bán và rút về trên nền tảng OKX với mã thông báo đồng nia. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video dẫn, mình cũng xin là dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.